Và sau đó mình đeo nó lên. Đơn giản không các bạn? Cái kế tiếp mình muốn chia sẻ là tất cả những gì về KT mà các bạn đã hỏi mình, như là chia sẻ cái tính cách, làm sao để biết cái tính cách một người qua cách lái xe nè. Ở đâu KT có tiền để mà đi du lịch, đi ăn uống chỗ này chỗ nọ thì mình sẽ chia sẻ hết. Và hôm nay chương trình được tài trợ của tiệm trà sữa KT Boba. Đó. Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm mặt nạ gọi là face shield cho các bạn, loại bằng này nè. Như thế nào cho đơn giản, không cần máy may, không cần keo, không cần cái đồ bấm luôn. Thì lý do mình chia sẻ này bởi vì có nhiều bạn nhắn tin cho mình là người ta ở nhà không có nhiều dụng cụ. Và người ta, những bạn đó là không có khéo tay. Những bạn đó cũng nói rõ luôn là không có khéo tay. Cho nên là chia sẻ những cái cách nào mà không có cầu kỳ cho các bạn. Thì hôm nay ở nhà mình có cái gì mình cũng muốn chia sẻ, bởi vì những bạn đó cũng có con giống như mình. Ai mà có con cái ở nhà là nhất định sẽ làm cái này được, rất là đơn giản. Cái kế tiếp mình muốn chia sẻ là tất cả những gì về KT mà các bạn đã hỏi mình, như là chia sẻ cái tính cách, làm sao để biết cái tính cách một người qua cách lái xe nè ha. Và ở đâu KT có tiền để mà đi du lịch, đi ăn uống chỗ này chỗ nọ thì mình sẽ chia sẻ hết hôm nay. Nhưng mà trước hết mình bắt đầu mình làm cái mặt nạ này nha. Thì để làm cái này, các bạn nếu mà ở Mỹ, không biết ở bên nước khác có không, thì cái này là cái chợ, cái mà mình để đồ của những bài vở của con cái mình đi học ở trong trường á các bạn. Thì mình hay có cái này nè, mình mua cái cuốn cái gọi là binder, rồi mình mua này mình về mình bỏ vô những cái bài vở, công thức, thí dụ như mình có công thức nấu ăn đi, rồi mình in ra phải không ạ, rồi mình cũng để vô trong đây nè, thì nó tránh được nước vô và nó giữ hoài như vậy. Hay là những cái gì liên quan tới chơi đình đi, mình cũng mua cái này về mình bỏ hình ảnh của anh vô. Hay là những giấy thưởng, giấy khen, những bằng khen, những gì, những lá thư ảnh viết cho mình thì mình bỏ ra, mình chia ra từng ngăn như vậy nè, mình để dành làm kỷ niệm á các bạn. Thì ở nhà hôm nay mình có cái này mình sẽ chia sẻ. Còn cái này mình mua hôm bữa mình đi chợ trời, mình có quay chia sẻ các bạn đi chợ trời, mình mua ba cái này hình như là có 1-2 đô gì, mình lâu quá mình không nhớ, cũng gần cả năm nay rồi. Rất là đơn giản luôn. Và hôm bữa mình có chia sẻ cái khẩu trang, làm khẩu trang tại nhà như thế nào phải không ạ? Thì làm cái này cũng đơn giản lắm. Có bạn nào làm cái này chưa ạ? Bởi vì hiện tại bây giờ khẩu trang ở ngoài rất là mắc nha, mắc và nó cũng khó mua nữa các bạn, khó mua lắm. Cho nên là mình mới chia sẻ cái cách làm khẩu trang ở nhà như thế nào. Còn hôm nay là mình che cái mặt của mình để khi mình đi chợ, cái này là tạm thời thôi các bạn. Khi mình đi chợ nó không, nếu mà ai mà lỡ ho thì nó không có văng vô trong cái mặt của mình. Thì đây là cái miếng. Nhưng mà các bạn nên lưu ý nha, một điều là khi mà mua cái miếng này nè, mình sẽ để cái link ở dưới phần description cho các bạn, phần mô tả đó. Khi mà bạn mua miếng này, bạn nhớ là nó, nếu mà bạn không có mua online mà bạn đi chợ đó, thì bạn phải xem cái này, bạn bỏ lên trên mặt là con mắt của mình nhìn xem nó có rõ hay không. Nếu nó không rõ thì phải tìm cái loại trong mua cho nó rõ. Bởi vì cái này mình cũng có mua mấy đợt á, có đợt mình mua chúng cái loại mình không để ý nó loại đục nha. Mình mua cái loại trong thì mình mới dễ thấy được. Thì đơn giản mình cần cái này thôi nè. Đó, cái này là cái đồ cài tóc của phụ nữ. Rồi mình bỏ vô cái lỗ này. Cái này là tạm thời thôi. Mình không có chia sẻ những cái mà các bạn đã xem ở trên YouTube rồi. Cái đó là nó nhiều người làm rồi. Và nó cũng phải, mình phải đi mua những cái nguyên liệu đó. Còn nãy nhà mình có rồi, mình không cần làm, không cần đi mua. Đó, mình để từ cái lỗ này qua bên lỗ này rồi. Mình để lên như vậy.
Và cái này dĩ nhiên, nhưng mà trước khi mình để lên, mình nhớ đeo cái khẩu trang này nha, cái khẩu trang làm tại nhà nè. Và sau đó mình đeo nó lên. Đơn giản luôn các bạn. Đó, như vậy thôi á, là nó cản trở hết những người nào mà hắt xì á. Hắt xì vô trong, nếu mà gần mình á, mà có lỡ hắt xì á, thì cũng được che lại. Nó rất là đơn giản phải không các bạn? Và cái này mình nhắc lại là mình chỉ chia sẻ, mình thấy nó giống như nó tiện lợi cho nên mình chia sẻ nha. Hiện tại thì mình không có khuyến khích đi ra ngoài chợ để mua cái này. Mình có thể mua trên Amazon, giá cả nó cũng mắc hơn có chút xíu, các bạn, nó không có nhiều đâu. Đó, mình mua cái này nha. Và hôm nay chương trình được tài trợ của tiệm trà sữa Katie Boba. Hôm nay mình uống món mới nha các bạn. Món này nếu như hôm bữa bạn nào có làm trà xanh bọt biển á, thì bạn sẽ còn dư trà lại. Thì nếu như mà bạn làm trà rồi mà còn dư trà lại thì cái nước trà xanh đó bạn chỉ cho đường vào, quậy đều lên. Nó gọi là sữa kem tươi á, người Việt Nam gọi là kem tươi, còn ở bên đây gọi là heavy whipping cream. Giới trẻ thì sẽ thích cái kiểu hai lớp để chụp hình cho nó giống như là nó đẹp á các bạn. Cái màu xanh nó như vậy nè, tùy theo đậm lợt bạn pha. Đó, ở dưới này mình có một khúc trân châu luôn, nhiều lắm. Uống cho nó đã, mình cũng mới nấu trân châu. Mình nấu trân châu thường xuyên lắm, mỗi lần nấu số ít thôi để mình uống nó tươi mỗi ngày mà. Đó. Bạn thích kiểu như vậy hay là bạn thích hai lớp, có gì cho mình biết với nha. cái công thức cũng đơn giản lắm, nhưng bữa mình đã chia sẻ, cứ theo cái công thức đó mình chia sẻ rồi pha đường với lại cho sữa kem béo vô là nó thành trà xanh, trà thái xanh rất là ngon. Cái món mà cái tiệm mình của mình ngày xưa bán đắt nhất là trà thái xanh và trà sữa Đài Loan, trà sữa trân châu Đài Loan á các bạn. Mời các bạn nha. Nó thơm một cách kỳ lạ. Có bạn hỏi mình, rất nhiều bạn hỏi mình, mỗi lần coi video xong rồi nói là tại sao Katie uống trà sữa mỗi ngày mà không mập. Mình cũng ăn, mình chia sẻ, mình cũng đi ăn uống nhiều lắm, nhưng mà tại vì có thể là cái do cái tạng người, có thể là, nhưng mà mình cũng có chia sẻ bí quyết, đó là nếu như mà mình muốn giảm cân, mình giảm cân rất là nhanh. Mình chỉ cần mỗi ngày mình ăn trưa và ăn tối, chỉ cần mình ăn tối khoảng 5 giờ 6 giờ, sau 6 giờ mình không ăn gì nữa hết, chỉ uống nước thôi, thì mình giảm cân rất là nhanh. Tức là mỗi ngày mình giảm xuống khoảng 1 pound, tức là 450g á các bạn. Chỉ cần không ăn sau 6 giờ là giảm cân à. Đó là cái tạng người của mỗi người, cho nên mình cũng không biết chia sẻ làm sao. Và phải detox 1 tháng một lần nha. 1 tháng là mình detox một lần. Tức là sao, là mình cố gắng mình bỏ ra 3 ngày. Và 3 ngày đó detox như thế nào? Là mình chỉ uống những cái nước trái cây ép, rau củ quả ép. Mình cũng có chia sẻ cái công thức đó rồi, là một ngày mình uống mấy 4-5 lần gì đó, tùy theo cơ thể của mình đòi hỏi. Giống như mình đói thì mình uống, chỉ uống nước đó thôi, không ăn gì hết, chỉ uống nước ép thôi. Uống 3 ngày liên tục thì mình sẽ giảm cân. Giảm cân cũng rất là nhanh. Có nhiều bạn nhắn tin nói là người ta giảm cân cũng hay, hiệu quả. Vậy thì nếu như bạn nào muốn giảm cân thì theo cách của chị Thi chia sẻ nha. Và hôm nay có nhiều, sau khi mình chia sẻ cái video trước, mình nói là làm thế nào để đoán tính cách qua cái cách lái xe của mỗi người. Thì cái này là do cái kinh nghiệm của mình thôi, mình không phải thầy bói hay là gì hết nha các bạn. Mình chỉ dựa theo cái kinh nghiệm của mình, và mình quan sát khoảng 20 năm nay từ ngày mình lấy cái lớp đó, và mình thấy nó rất là hiệu nghiệm, rất là chính xác đối với mình và những người mình quan sát. Còn bạn thì sao mình không biết nha. Bây giờ mình chỉ chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà bạn phải hứa với mình một điều là bạn phải lái xe y chang như những lúc bạn lái bình thường, như những lúc bạn lái. Bạn đừng có thay đổi cái cách lái xe theo cái những gì Katie chia sẻ hôm nay. Bạn chỉ lái bình thường và bạn xem coi mình nói đúng không nha.
Bạn chuẩn bị tinh thần chưa nè? Đó là mình thí dụ nếu như bạn, mình thí dụ như một người nha, bạn quan sát một người chồng, một người vợ hay là một người bạn gì đi, khi mà lái xe, nếu như cái người đó, như trước mặt người đó có nhiều xe nhưng mà cái lane kế bên, cái hàng kế bên trống, không có nhiều xe bằng, tức là mình có thể sang cái lane đó mình, nhưng mà tại sao những cái lane khác trống người ta lại không chạy? Nếu như cái người bạn của bạn á, và hay người chồng người vợ vậy á, chỉ đứng ở đó đợi đèn xanh đèn đỏ để mà mình đi, là đợi những cái chiếc xe, khoảng 5 chiếc xe trước mặt mình, thì người đó sẽ có tính cách khác, hay là cái người đó sẽ chen lên để mình là người dẫn đầu bên cái lane kế tiếp, thay vì mình có 5 chiếc xe trước mặt mình là mình đợi đèn xanh đèn đỏ rồi mình mới đi, hay là mình đổi qua một cái lane kế tiếp không có ai, mình là người đầu tiên của cái lane thứ nhì và đợi đèn xanh đèn đỏ mình đi. Cái đó là nó cũng là cho mình biết là cái tính cách của mỗi người qua cái cách lái xe. Mình chỉ nói cái trường hợp nếu như một người mà chỉ đứng một dậm chân tại chỗ sau những 5 cái chiếc xe trước mặt mình á, nghĩa là người đó có cái tính cách gọi là bảo thủ, conservative ấy, tiếng Mỹ gọi là conservative, tức là chỉ thích an phận, tàn tàn và không có thích risky, không có thích mạo hiểm đó, và chỉ đợi tới phiên mình rồi mới chạy thôi. Những người như vậy thường thường á là người ta lái xe đúng đúng mile, tức là liệu để là chạy bao nhiêu mile 1 giờ thì sẽ chạy giống như là chính xác như vậy hay là chậm hơn. Thì mình đang nói về cái người tính cách bảo thủ nha. Thì những người như vậy thường thường là người ta sẽ không có nhảy việc. Mình thí dụ nha, thí dụ như người ta làm cho một cái công ty nào đó, người ta chỉ làm chết một chỗ cho tới khi bị sa thải, bị đóng cửa hay là gì đó, người ta sẽ chỉ ở chết một chỗ thôi, bởi người ta chung thủy và chạy chậm, chạy từ từ và không cần phải sang lên, mặc dù trước mặt mình nó kẹt xe, mình có thể đổi qua lên khác nhưng mà người ta không làm. Cái đó là cái tính cách của người ta như vậy các bạn. Còn cái người mà sang lên, sang đổi qua một cái lane khác thì như thế nào ta? Cái người đó sẽ không có an phận, tức là người ta muốn nắm bắt lấy những cái cơ hội. Ở đó là ở chỗ ngoài đời nha, người ta muốn nắm bắt những cái cơ hội mà người ta có thể là người dẫn đầu. Trong công việc cũng như vậy nữa. Người ta không có thích ở, tại sao giống như là tại sao có cơ hội mà mình không nắm bắt. Người ta cái những người như vậy, người ta sẽ nắm bắt những cái cơ hội mà đem đến. Mình chỉ thí dụ để cho bạn dễ hiểu, thí dụ như làm một cho một cái công ty nào đó được vài năm nhưng mà người ta sẽ không dừng ở một chỗ, mà người ta sẽ, cái người đó nhất định sẽ đi tìm những cái công việc nào lương cao hơn, có chức cao hơn và lương cao hơn, có nhiều trách nhiệm hơn, những cái gọi là nhiều responsibility hơn, và người ta sẽ giành lấy cái cơ hội đó cho bản thân của mình chứ không có chịu an phận. Những cái người đó người ta chịu, người ta thích gọi là mạo hiểm đó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người, người ta không thích mạo hiểm, người ta chỉ thích làm một chỗ thôi, người ta đi làm người ta chỉ làm một chỗ thôi. Và khi nào ông chủ thương thì ông chủ sẽ cho thăng chức, làm giỏi thì được thăng chức, còn không thì cứ tàn tàn một chỗ như vậy hoài. Và sẽ có những người, người ta quan sát, người ta chịu quan sát, cho dù lái xe hay làm việc hay trong bất cứ công việc gì, người ta đều quan sát chung quanh. Thí dụ như bạn đang lái xe, bạn quan sát chung quanh cái con đường này như thế nào. Mình đang chạy trên con đường ba lane đi, ba lane tức là ba chỗ để cho mình chạy á, thì bạn sẽ nhìn chỗ nào đang kẹt xe ở trước mặt, bên trái bên phải đang kẹt xe như thế nào,
và bạn sẽ chọn cái con đường nào không có nhiều nhiều kẹt, không có quá nhiều xe trước mặt bạn. Và trước những người như vậy thường thường á là trước khi cái con đường người ta quẹo trái hay quẹo phải á, người ta sẽ sang lên, người ta sẽ chạy trước chứ không có đợi cuối cùng người ta mới đổi. Vì có những người người ta chạy nhưng mà chạy tới khi mà gần tới đèn xanh đèn đỏ mà để người ta quẹo trái hay quẹo phải, người ta mới sang cái lane qua bên đó. Nhưng mà những người mà người ta quan sát trước, tỉ mỉ trước, người ta coi, bởi vì sao? Bởi người ta không muốn tốn, người ta quý trọng, những người vậy người thường thường người ta quý trọng dừng từng giây từng phút trong cái cuộc sống của họ, người ta rất là quý thời gian và người ta sẽ sang lên trước chứ không cần phải đợi cuối cùng, tại vì lúc cuối cùng nó gọi là last minute đó. Những người như vậy nó sẽ có cái tính khách khác nữa. Còn những người mà mình thấy là đổi lên đi, đổi lên khi mà mình cần thiết và phải đổi trước chứ không phải là đổi last minute. Những người đó trong cuộc sống cũng vậy nữa các bạn, hay trong công việc học hành đều, học hành nè, học vấn nè, đi làm đều cũng vậy. Người ta không có thích chờ đợi tới phút cuối cùng mình mới gọi là nước tới chân mới nhảy. Cho nên mình nói là lái xe nó rất là nó ảnh hưởng tới, nó làm cho mình biết cái tính cách của một con người. Nó dài lắm, những cái nghiên cứu này không phải là đoán mò nữa, mà tại vì mình cũng nghiên cứu rất là lâu rồi các bạn, mình thấy rất là chính xác luôn. Thì nó dài dòng lắm, cho nên mình chỉ phân tích những cái để cho các bạn hiểu là tại sao mình nói như vậy. Và có những người giống như các bạn nghe nè, mình ngồi sau hè mình quay nè, là cứ những người đó cứ chạy xe giống như là đua xe và có thể gây ra tai nạn bất cứ lúc nào hết. Những người đó có tính cách rất là bốc đồng, nóng nảy và tạo sự chú ý, gọi là attention đó, muốn người khác chú ý tới mình. Các bạn thấy có đúng không? Không muốn người ta chú ý về làm vậy chi à? Thì tức là ai mà giống như là muốn tạo một cái gì đó để cho người khác chú ý tới mình, thích có cái tính cách như vậy đó. Nói tới đây thì chắc cũng nhiều bạn sẽ hỏi thắc mắc là không biết KT nằm ở trong cái trường hợp nào, tính cách như thế nào. Nghĩa là mình không có thích dậm chân tại chỗ và mình cũng không thích, mình không phải là người là đợi tới nước nước tới chân mới nhảy. Mình thích làm cái gì cũng làm trước và phải chuẩn bị trước. Ví dụ như thầy giáo mà cho ra một cái vừa gọi là essay đi, là 2 tháng sau phải nộp và mình xong nó 1 tháng trước khi cái ngày phải nộp đó. Đó là cái tính cách của mình không có thích chờ đợi và lúc nào mình cũng học bài trước và mình học bài mỗi ngày để cho tới lúc đó mình không có bị gọi là dồn ép, để mình cảm thấy mình thoải mái tinh thần khi mình thi. Trong cuộc sống, trong công việc cũng vậy nữa, mình không có thích dậm chân tại chỗ. Đưa mình cái project nào là mình thích làm càng nhanh càng tốt, giống như vậy á. Và mình cũng không có mình không có, thí dụ như là lúc còn nhỏ đi, cái tính cách nó cũng thay đổi theo thời gian nha các bạn. Ví dụ như lúc còn nhỏ mình mới ra trường thì mình làm cho một cái công ty đó gần 9 năm. Mình chỉ nhảy từ từ cái department này, từ cái khu này cho tới khu khác trong cùng một cái công ty, hay là khác thành phố, cùng công ty nhưng khác thành phố, nhưng mà mình không có nhảy ra ngoài cái hãng đó. Bởi vì mình muốn học hỏi được càng nhiều càng tốt và cái công ty nó cũng rất là tốt. Cái công ty đó lúc mà mình làm á, lúc mà mình mới vào làm á, cái stock của họ đó, chứng khoán của họ người ta có 14 đô thôi. Khi mà mình nghỉ khoảng 9 năm sau, mình nghỉ là lúc đó mình bán cái stock đó là khoảng hình như là 50, gần 53 đô hay 53 đô gì á. Bởi vì khi làm cho công ty đó là mình sẽ được 15% gọi là 15% discount. Ví dụ như cái giá của người ta là 14 đô 11 cent nhưng mà mình trả được được giảm giá 15%. Nhưng mà mình sẽ không được bán cái stock đó cho tới hình như là 1 năm sau, lận lâu quá mình không nhớ. Từ 14 đô nó dần 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 cho tới khi mình bán nó là con số cũng rất là nhiều, tại vì mình làm tới 9 năm nữa, cho nên mình có một
cái số vốn cũng tương đối là khá, nhưng mà gọi là của thiên trả địa các bạn ơi. Tức là khi mà các bạn làm ra tiền, nhưng mà sẽ có cái khác, nó sẽ làm bạn bị mất số tiền đó. Tức là mình phải xài thôi, mình không có để trong nhà băng được. Tính cách của mình như vậy. Còn của bạn là như thế nào? Bạn có để ý không? Và bạn thấy có giống không? Có đúng những gì mình nói không? Cái này mình chỉ nghiên cứu thôi, nghiên cứu chưa chắc gì chính xác, nó chưa chắc gì áp dụng đối với bạn, nhưng mà những gì mà mình quan sát cứ ngồi nhai bô bà là nhớ tới bạn mình, mắc cười lắm. Bạn mình nói mỗi lần stress á là thích nhai bô bà, nhai làm cho cảm giác nó giảm stress. Nhưng mà đối với mình á, stress hay không stress gì mình cũng thích nhai bô bà hết. Nhai bất kể giờ giấc, bất kể ngày đêm. Khi mình quay video thì có nhiều bạn hỏi là ở đâu mình có tiền để mình đi du lịch nhiều như vậy. Thì tiền từ từ mình làm ra thôi các bạn. Cái đầu óc của mình á, mình không có thích ngồi yên, mình không thích dậm chân tại chỗ, tức là cái đầu của mình lúc nào cũng phải giống như là mình ở không cũng được, không hiểu tại sao nữa các bạn. Mình không thích ở không, mình không, là phụ nữ không có thích giống như nhiều người nghĩ là mình ở nhà làm YouTube sướng lắm, không có sướng đâu, hay là ở nhà mình chăm con không có sướng đâu. Cái đầu óc của mình lúc nào cũng phải tìm một cái cách gì đó, làm cái gì đó để make money, để làm ra, tạo ra tiền. Nếu mà bạn muốn biết về KT thì mình chia sẻ cho bạn nào muốn muốn hiểu cái cách mình kiếm ra tiền như thế nào. Không phải là tiền kiếm ra tiền nhiều, nhưng mà mình phải làm cái gì đó. Ví dụ như hồi lúc mình còn trẻ ở Mỹ, lúc đó là chưa có, nó rất là dễ, những cái credit card công ty gọi là thẻ tín dụng rất là dễ các bạn. Người ta cho bạn gọi là balance transfer, zero balance transfer, nghĩa là người ta cho bạn dùng cái tiền trong, nếu mà bạn apply cái thẻ tín dụng á, người ta cho bạn dùng cái tiền đó 6 tháng miễn phí. Bạn không đóng một tiền lãi nào hết phải không ạ? Không có đóng một đồng nào hết cho 6 tháng. Ví dụ như người ta cho mình 20.000 đô trong cái thẻ, mình dùng 20.000 đô đó, mình bỏ vô một cái account, saving account, mà cái loại saving đó nó phải đẻ ra tiền. Và mình có nhiều cái thẻ khác nhau thì mỗi tháng mình có vài trăm đô từ cái tiền tiền interest, cái tiền lãi á, mình bỏ vô trong cái account đó. Sau 6 tháng mình lấy ra mình trả, mình pay off, tức là mình trả hết cho cái thẻ tín dụng đó. Cho nên là tháng nào trong vòng khoảng 10 năm, lúc mà chưa có cái thời gian đó rất là dễ nha. Mình lúc nào mình cũng làm như vậy á, tức là mình những cái thời gian đó mình cũng làm được nhiều tiền từ cái lúc đó rất là dễ. Cho nên là mình cũng, ý mình chia sẻ là mình phải làm cái gì đó để mình kiếm ra tiền các bạn. Và giống như mình chia sẻ lúc nãy á, thì mình cũng khi mà mình không còn làm cái hãng cũ nữa thì mình mới đi mình mới lấy cái tiền đó ra mình bán stock, mình mới lấy cái tiền đó ra mình chơi stock các bạn. Mình khuyên là các bạn nào mà mới vô chơi stock thì đừng có chơi nha, bởi vì chơi stock á, nó rất là nguy hiểm. Cái dạng này là dành, nó rất là mạo hiểm, tức là mình phải research nhiều, và mình phải làm rất là nhiều research, và mình phải biết đúng cái công ty nào để mình có thể mình mua. Có khi lỗ nhiều và lời cũng nhiều, tùy theo bạn chọn đó. Thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi, nhưng mà không có nên chơi stock, bởi vì mình chỉ là một cái con số rất là nhỏ. Còn những người mà người ta control về chứng khoán rồi đó, là người ta là tỷ tỷ phú, người ta control mỗi lần người ta flush ra, người ta mua hay bán gì đó, nó ảnh hưởng rất là mạnh. Mình chỉ là con số tiểu chốt thôi, cho nên là không có nên chơi chứng khoán, trừ khi bạn chơi gọi là mutual fund. Những cái loại đó thì nó lợi ích nhưng mà nó an toàn hơn. Tìm những cái stock nào mà nó cho dividend đó, có mấy cái stock mình mua cũng good lắm, tại vì mỗi tháng
mỗi khoa rồi chứ khoảng 3 tháng thì người ta sẽ cho mình tiền dividend, có cái cho 4-500 cũng nhiều lắm nha, 4-500 đô. Thì mình hôm nay mình không phải là chia sẻ với các bạn cái cách chơi stock nha, mình chỉ chia sẻ là bạn hỏi mình tiền ở đâu mình có, và có thời gian năm khủng hoảng 2009, khủng hoảng kinh tế mình lỗ rất là nhiều, lỗ cái con số rất là nhiều luôn. Nhưng mà sau này thì gọi là bù qua sớt lại thì mình cũng chơi stock chứng khoán, những cái đó nó cũng làm ra một chút tiền để đi du lịch đó các bạn, và tiền từ YouTube, nhưng mà từ từ YouTube thì cũng không có nhiều đâu thì mình có cái số người ta nói ở hiền gặp lành các bạn, là có thật. Lúc mà mình mở nhà hàng á thì cũng hơn 10 năm rồi, mình mới quen một người, ông ấy là CEO của một cái công ty, ông ấy cái chức cũng là cao lắm, rất là giỏi. Khi mà mua stock hay là gì thì ông ấy cũng khuyên mình và cho mình biết ổng là analyze, ổng là trùm cho những cái chứng khoán đó. Thì ông nói ồ hãy coi cái này và tại lý do tại sao mua, nó bao nhiêu star, và phải gọi là buy time, tức là phải mua hay là không mua, ổng sẽ analyze hết cho mình. Tại vì ổng là người analyzer, ổng là người chuyên về cái coi về sổ sách của những cái công ty á, cho nên là ổng rất là giỏi. Nói chung là mình may mắn khi mà gặp được ổng. Thì có cái nha, giống như lúc đó ổng kêu mình mua Microsoft, lúc đó Microsoft ổng mua, mình nhớ không lầm là ổng mua cái giá có 13 đô mấy thôi, mà ổng cứ kêu mình mua hoài, mà có thời gian mình không có mua mua bán stock nữa các bạn. Bây giờ Microsoft hình như 160 mấy đô rồi, mà ổng giữ, ổng không có bán, tức là những cái gì mà ổng mua ổng để long term thôi, ổng không có bán. Ổng kêu mình mua nhiều cái stock hay lắm, mình coi lại, nhưng mà mình không phải cái nào ổng kêu mình cũng mua, có cái ổng kêu mua cũng lỗ nha nếu mà mình làm ra tiền á mà mình sẽ thích, mình thích hưởng thụ, mình thích đi đây đi đó, dẫn con của mình đi chơi đi đây đi đó. Mình làm ra tiền bởi vì các bạn biết rồi, mình đâu biết được ngày mai ra sao đâu, phải không ạ? Giữ tiền trong nhà băng nhiều quá làm cái gì, mình chết, gọi là nó chết là hết, không không có gì đi theo được hết đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ xài hết tất cả những tiền mình sử dụng mình có, mà mình xài chỉ có một phần nào đó thôi, còn một phần để lại chỉ cho emergency á các bạn, có chuyện gì đột xuất xảy ra. Có nhiều mà bạn hỏi quá cho nên thôi hôm nay mình chia sẻ với các bạn Trời, hôm nay tâm sự dài quá chừng luôn, không biết nãy video nãy giờ bao nhiêu phút luôn rồi đó. Bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ để comment ở dưới đi, khi nào mình quay video kế tiếp mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả thắc mắc của các bạn nha. Anyway, cái video này chắc tới đây nó cũng dài lắm rồi đó các bạn, mình sợ các bạn coi chán á. Bữa nào mình làm livestream nha, mình hẹn các bạn lên làm livestream, rồi sau đó mình sẽ trả lời những cái thắc mắc, tất cả thắc mắc của các bạn gần xa nha. Bây giờ mình phải tạm thời chia tay các bạn ở đây. Nếu như bạn thích video này, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Cái nút like nó có nhiều ý nghĩa lắm các bạn. Nếu mà bạn thích video này thì bấm nút like giùm mình. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.